Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 106/BCD-389/TP-CQTT về tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại đối với những mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát. Theo đó, lực lượng chức năng thuộc các sở ngành là thành viên của ban chỉ đạo 389 thành phố khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những đối tượng đầu nậu, những đường dây vận chuyển, điểm cất giữ, buôn bán Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã của thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xác định rõ trách nhiệm của công chức quản lý địa bàn và người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra các vụ nghiêm trọng phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát trên địa bàn quản lý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng với nhiều điểm mới, đặc biệt là đã tăng mức phạt tối đa với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản lên đến 1 tỷ đồng. Trước đây, theo Nghị định số 139 2017 nđ ra ngày 27 tháng 11 năm 2017, mức phạt tiền tối đa cho các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 300 triệu đồng. Tuy nhiên kể từ năm 2022, mức phạt tiền tối đa đã lên tới 1 tỷ đồng được áp dụng với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, tại khoản 4, điều 58 nghị định số 16/CP quy định phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản vi phạm các hành vi như chuyển nhượng không đúng thủ tục quy định, chuyển nhượng mà không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, chuyển nhượng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất bàn giao nhà công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt chưa đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền huy động vốn không đúng quy định sử dụng vốn huy động không đúng mục đích đã cam kết Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1993, ngụ tại tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Phúc làm nghề quảng cáo cho các trang Facebook bán hàng online. Đầu năm 2019 cho đến tháng 4 năm 2020, Phúc sử dụng tài khoản Facebook tên Nguyễn Minh Minh đăng các bài viết trên mạng xã hội về các trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bị bệnh tật kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện. Sau khi tài khoản này bị khóa do vi phạm các chính sách của Facebook, Phúc mua tài khoản Facebook tên Nguyễn Ngọc để tiếp tục thực hiện hành vi này. Phúc để tài khoản tên không có dấu báo Cần Thơ để mọi người lầm tưởng đây là tài khoản ngân hàng của báo Cần Thơ và chuyển tiền vào. Số tiền của những người bị hại sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng, Phúc sử dụng ứng dụng internet banking trên điện thoại để chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau rồi rút tiền mặt chiếm đoạt. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận từ đầu năm 2019 cho đến nay đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin về các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ từ thiện, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phúc còn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với các loại giấy tờ như bằng cấp, chứng minh nhân dân, căn cước công dân. vị liên quan đến các sai phạm trong các chuyến bay giải cứu công dân, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Cụ thể cơ quan an ninh điều tra đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu để làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu, thời điểm đưa công dân Việt Nam về nước, căn cứ tiêu chí cơ sở xét duyệt cấp chuyến bay, quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay giải cứu. Cơ quan điều tra cũng đề nghị cung cấp danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty doanh nghiệp đã được Bộ cấp phép triển khai các chuyến bay giải cứu combo, kế hoạch và văn bản phê duyệt, danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này, hợp đồng, chi phí thanh toán của từng chuyến bay. Vừa qua lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự hiện đã bị đình chỉ công tác, ông Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng và hai cán bộ khác của cục lãnh sự Quản lý Thị Trường, Hà Tĩnh thông tin, ngày 16 tháng 2, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành dừng và khám xe ô tô tải do ông Nguyễn Viết Tuấn, có địa chỉ phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải vận chuyển 2 tấn đường tinh luyện do Thái Lan sản xuất ông tuấn khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều không có bất cứ hóa đơn số hàng này được ông mua gom trôi nổi trên thị trường sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để bán kiếm lời hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ bổ sung các căn cứ xử lý Quý vị, 4 nghi can trong một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn từ thành phố Hồ Chí Minh ngang qua địa phận thị xã Ninh Hòa. Theo đó, đầu giờ chiều ngày 17 tháng 2, nhận được thông tin một nhóm nghi can giết người đang bỏ trốn từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc theo quốc lộ 1A bằng xe ô tô. Xác định đây là nhóm nghi can đặc biệt nguy hiểm, Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng lập nhiều tổ công tác theo sát mọi thông tin liên quan. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện được phương tiện ô tô bán tải có màu đỏ biển số 51D40680 phù hợp với miêu tả nên các lực lượng đã triển khai ngay phương án truy bắt, phối hợp với công an thị xã Ninh Hòa tiến hành chặn và khống chế thành công toàn bộ 4 nghi can có mặt trên xe, gồm Châu Đức Minh Luân, 30 tuổi, trú tại quận Bình Tân, Nguyễn Hoàng Duy Khương, 17 tuổi, Nguyễn Đình Phong, 24 tuổi và Đào Minh Trúc, 31 tuổi, cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã tham gia vào vụ ẩu đả xảy ra vào dạng sáng ngày 17 tháng 2 trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả là một người tử vong. Trong đó, Phong và Luân trực tiếp sử dụng hung khí kim loại đâm nạn nhân tử vong. Hiện công an Khánh Hòa đã bàn giao các đối tượng cho công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. qua tại đập Bà Mụ thuộc địa phận thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt bốc mùi hôi tanh, khiến nhiều người dân lo lắng vì đập Bà Mụ là nơi cung cấp nước sạch cho đông đảo người dân thị trấn Tân Phú. Theo ghi nhận, mấy năm trước cũng có hiện tượng cá chết nhưng không đáng kể. Khoảng thời gian từ trong Tết cho đến nay lượng cá chết nhiều hơn. Một số bà con sống gần khu vực đập tràn đã phải vớt đi chôn lấp để tránh ô nhiễm môi trường. Theo một số người dân sinh sống xung quanh đập Bà Mụ, cá chết một phần có cả cá do người dân phóng sinh tuy nhiên cũng có thể nguyên nhân chính là do người dân trích điện công suất lớn để đánh bắt cá. Được biết đập Bà Mụ không chỉ là nơi cung cấp nước sạch mà còn được xem là khu vực điều hòa vui chơi giải trí của người dân. Người dân mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục điều tra nguyên nhân và có hướng xử lý để bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như trả lại môi trường trong xanh sạch đẹp cho đập Bà Mụ.